Đi trên con đường này cần có lòng dũng cảm. Chỉ có những bậc đại dũng mới có thể làm được. Trong thế giới rộng lớn này, tay ôm bình bát, mỗi niệm đều chuyên chú vào thân tâm, giống như đang bước đi trên đầu mũi dao vậy. Tất cả chúng sinh và muôn loài vạn vật ở thế giới nói, nhưng mà ở đến đất nước Việt Nam này, Việt Nam rất là bình duyên đủ phước được thầy hành trình như thế này. Ở chung là cái điều mà mình nghĩ để đầu tiên á. Dạ. Thì thầy cái của anh ấy thì hành cho thầy cái hình ảnh bình bát đi thất thực cổ sư làm sống lại cái hình thành của Đức Phật được đến thất thực. Trời mưa gì mà mấy cô không kiếm chỗ đục mưa mà đứng đợi thầy luôn vậy? Đón thầy ra, còn thưa thầy ra, còn những gặp thầy tiếc lắm. Vậy đó hả? Vậy là mình chỉ trông chờ giây phút để thầy đi ra mình gặp một cái thôi. Chắc đường hết để cho thầy đi ra để đón thầy ra. Thưa chú anh chị và các bạn thân mến, hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Hiện em đang có mặt ở tại Quảng Đông, Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Và được biết thì ngày hôm qua thì sau khi nghỉ trưa ở trên đèo ngang cổng trời thì thầy Thích Minh Tuệ đi sâu vào trong một hẻm núi và cho hai sư ra cho biết là thầy có thể ở lại 2 đến 3 hôm ở trên cổng trời đèo ngang. Điều đó làm cho rất là nhiều bà con hơi buồn vì không thấy được thầy Thích Minh Tuệ ở trên những tuyến đường nữa. Nhưng mà không biết hồi hôm vì một lý do gì mà sáng nay thì thầy lại tiếp tục bộ hành. Và video ngày hôm nay thì nó đặc biệt ở cái chỗ là hôm nay thì thầy vào buổi sáng sớm sẽ không nhận bất kỳ một cái vật thực nào mà của Phật tử chuẩn bị trước đem tới cúng dường, mà thầy cùng với những người sư huynh đệ của mình sẽ thứ lớp từng nhà khất thực, rồi sẽ tìm một chỗ nào đó để thọ thực. Đó là một điều đặc biệt ở video ngày hôm nay mà em muốn chia sẻ tới cô chú anh chị các bạn. Có một sự thay đổi ở trong cái chuyến bộ hành của thầy Thích Minh Tuệ. Ở video ngày hôm nay thì em cũng tiếp tục như những video trước, em sẽ tiếp tục cập nhật những cái tình hình mới nhất về sư thầy Thích Minh Tuệ và những chuyến bộ hành, những nơi ngày đi qua và có những cái gì đặc biệt em sẽ ghi hình lại để cô chú anh chị mình cùng xem. Nhưng em xin phép là giữ không gian riêng tư cho sư, những lúc cần sinh hoạt riêng thì em sẽ không quay những cái sinh hoạt riêng của sư nha. Cô chú anh chị cũng thông cảm cho em, mình giữ những cái riêng tư cho thầy cô chú anh chị. Bây giờ thì em mời cô chú anh chị cùng đồng hành với em ở video này nha.
mình đứng ở đây mình đi tới tầm khoảng chưa tới 100m sẽ có một cái đường mình quẹo vô trong mộ của đại tướng Võ Nguyên Giáp hả cô chú anh chị? Không biết là thầy đi ngang có ghé mộ đại tướng không nữa. Và đây là cái hình ảnh mà mấy ngày nay chúng ta ít thấy, là có một anh trai đã tham gia cùng thầy cũng được khá lâu rồi, thì anh luôn đi trước và thổi sạch những cái bụi, những cái đá sỏi ở trên đường, trên tuyến bộ hành của thầy đi qua. Một điều rất là quý, anh hoàn toàn là không nói gì tới ai hết, ai làm gì làm, anh chỉ chuyên chú vô cái việc là thổi đường cho thầy đi thôi. Và anh cũng không có nằm ở trong cái phái đoàn của thầy và những người sư huynh đệ của thầy, mà anh chỉ là một người Phật tử có tâm nguyện là muốn thổi đường cho thầy, chỉ đơn giản vậy thôi. Rất là quý hả cô chú ha. Dạ xin chào sư ạ. Bây giờ thì thầy đã đi khất thực đủ buổi sáng mai rồi. Thầy ghé ở tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ, xã Quảng Đông cô chú anh chị để thọ thực hay gì đó. Thì ở ngoài trước Phật tử đứng cũng khá là đông ha. Còn thầy Minh Tuệ thì một ở trong kia. Hình như thầy khất thực xong rồi thầy đang nghỉ ở trong đó hả cô? Cô không biết luôn hả? Dạ. Vậy là thầy đã khất thực đủ buổi sớm rồi. Thầy ngồi ở trong kia để thọ trai buổi sáng rồi. Một tớp mấy anh là đi theo để bảo vệ hay còn gọi là hộ pháp thì ngồi ở ngoài cổng Nghĩa Trang. Còn thầy thì đã đi vô trong Nghĩa Trang rồi. Thầy ngồi ở ngoài sau cái đài liệt sĩ á, để thọ thực ở trong đó đó cô chú anh chị. Đây, trong lúc thầy đang ngồi khất thực ở trong Nghĩa Trang thì bà con đứng ở ngoài trước để chờ thầy ra để mà đi bộ hành cùng, cũng rất là đông á cô chú ha. Thì như em đã nói đó, cái khoảng thời gian riêng tư của thầy thì mình không có nên quay. Mà bây giờ mình có muốn quay cho cô bác xem đi nữa thì cũng không có quay được, tại không có vô trong được, không có tiếp cận thầy được. Cách rất là xa, khoảng mấy trăm mét vậy đó. Em ơi, cô ơi, từ hồi sáng giờ cô đã gặp được thầy, cô cúng dường cho thầy chưa? Cô cúng dường cho thầy nhưng mà thấy không nhận, nhưng mà các Phật tử, các thầy thật nhận. Chắc thầy đã đi khất thực đủ dùng rồi, cho nên thầy tìm một cái chỗ để thầy thọ thực, nên thầy không có nhận thêm. Cái đó là cái hạnh ít muốn biết đủ của nhà Phật. Là cô thấy ở thầy là hành trì giới luật rất là nghiêm luôn á. Mới nhớ nghiêm độ cái nữ thẳng được tất cả. Dạ. Cái trường này đó. Riêng cô thì khi mà cô thấy cái hình ảnh của thầy ở bên ngoài thì cô cảm nhận như thế nào? Cô cảm nhận rất thầy có ý chí rất cao. Thầy có tình thương, thương muôn tất cả chúng sinh và muôn loài vạn vật ở thế giới nói, nhưng mà ở trên đất nước Việt Nam này, Việt Nam rất là đủ duyên đủ phước được thầy hành trình như thế này, và cũng được nhiều người lắm. Dạ. Trong cái hành trình của thầy bây giờ cũng nhiều người phát tâm ăn chay, mà chỉ ăn chay đó mới cũng được nhiều câu. Dạ, quá tuyệt vời luôn cô ha. Mà ăn chay đó là cái tình thương chúng sinh, không ăn thịt chúng sinh mà lấy thương chúng sinh. Thầy có một cái trải lòng yêu thương rộng lớn, đúng là thầy quả tuyệt vời, thầy cao cả.
Cho nên bây giờ nhờ các sư thầy mà Việt Nam mình được hưởng cái phước đó đó. Cái phước đó càng ngày càng rộng lớn, càng ngày càng hạnh phúc cho Việt Nam ta. Và một cái điều đặc biệt hôm nay là như vậy nè cô. Mấy bữa trước thì thường thường buổi sáng sớm á, là sẽ có Phật tử đem tới chỗ của thầy để cúng dường cho thầy. Nhưng mà đặc biệt ngày hôm qua thầy đã nói là bắt đầu từ hôm nay, mỗi buổi sáng con sẽ tự đi khất thực từ nhà con dùng. Còn nếu như Phật tử nào mà chuẩn bị trước để đem lại thì xin lỗi con sẽ không nhận. Rất là đặc biệt luôn. Thầy có vô mấy cái ngộ mấy nhà ngoài đó là gia đình nào có gì cũng thầy cũng nhận cả. Dạ. Có xin cho cùng một nhà một ít. Dạ. Để gieo duyên cho, để gieo duyên cho tất cả. Tại vì mỗi bước chân của thầy đi, thầy cũng đã từng nói rồi, mỗi một bước chân của thầy đi, thầy đều tâm nguyện cho tất cả chúng sanh đều được an lạc, hạnh phúc. Thầy đều mong muốn cho mọi người, khi thầy đi tới đâu mọi người cũng được hạnh phúc hết. Đó là một cái tâm mà từ bi rất là rộng lớn mà không phải ai cũng có thể làm được. Cô ha, rất là tuyệt vời cho Việt Nam mình có một vị tu hành như thế. Và hầu như là... Dạ, mà hầu như là tất cả các Phật tử, các bà con ở các nơi từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam đều mong mỏi rằng, chung một tâm niệm rằng thầy Thích Minh Tuệ sẽ là một người tu hành đắc đạo sắp tới, và Việt Nam chúng ta sẽ trở thành thánh địa. Thầy dạ, tụi con ăn rồi. Dạ, chúc đoàn ta cố gắng đi theo thầy. Dạ, hồ trì cho thầy, khi muốn hồ trì cho thầy thành công tốt đẹp mọi việc thì cả con thầy cố gắng ăn chay. Dạ, nhờ cái cửa của thầy mà cả con đi theo thầy ăn cũng hết đâu. Dạ, nhờ cái phước của thầy cả con ăn hết đâu. Thì tụi con đi theo thầy cũng như là bòn phước của thầy luôn đó. Tụi con ăn mài phước của thầy đó, nói thẳng là vậy. Dạ, con cảm ơn cô rất là nhiều vì đã chia sẻ với con về thầy. Con chúc cô sức khỏe, an lạc. Dạ, cố gắng ăn chay cái tâm ta không thân không phi. Dạ, không nghi ngờ cái tâm ta không đủ kỳ. Tâm mình thấy mọi người xa nhưng mình thì càng thương họ hơn. Dạ, khi mình đã ăn chay là mình có cái lòng yêu thương muôn loài và vạn vật, cho nên là xả bỏ hết tất cả những cái đố kỵ, cái nghi ngờ, cái nóng nảy, cái sân si. Dạ, cho nên là đi theo thầy là tốt lắm. Cô thì cô ăn chay được đến 20 năm rồi. Quá tốt luôn rồi. Và năm nay là cô ăn ngày cùng một bữa. Dạ, bệnh tật tiêu hết. Cô ở Tây Giá nhưng cô thực hiện theo là giới của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca và là Đức Thầy Trưởng Lão Thích Thông Lạc tu viện Chân Như. Dạ, Trưởng Lão Thích Thông Lạc là một bậc đắc đạo mà ai cũng biết. Thầy giải thoát. Dạ, con cảm ơn cô rất là nhiều. Và nãy là thầy là Thích Mật Hạnh. Dạ, là viện chủ tu viện Chân Như. À, nối lại chánh pháp và là hoàng dương theo là Đức sư Bổn Sư Thích Ca và là theo là thầy là Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Dạ, mọi người về chúng đông lắm. Rất là tuyệt vời cô ha. Dạ, con cảm ơn cô. Chúc cả con tuổi đang trẻ. Dạ, dạ, con cảm ơn. Dạ, cố gắng là nhiệt huyết và cố gắng cố lên ăn chay. Dạ, con cảm ơn hai cô, con cảm ơn rất là nhiều. Dạ, như là thầy Minh Ký với lại thầy Minh Tạng cũng đã khất thực đủ rồi, đang về điểm tập trung để thọ thực nè cô chú anh chị ơi. Thầy Minh Ký với thầy Minh Tạng, hai thầy là những người đầu tiên đi theo thầy Minh Tuệ đó. Sau khi đã khất thực đủ thì mọi người sẽ tập trung ở đây. À, thầy Minh Tuệ cùng với huynh đệ của mình sẽ tập trung ở tại Nghĩa Trang, xã Quảng Đông để thọ thực ha cô chú. Dạ, thưa cô chú anh chị, là ở khu vực đằng kia thì thầy đang ngồi ở trong một Nghĩa Trang của Quảng Đông để thọ thực sáng. Và những cái tấm lòng của bà con ở Quảng Bình chào đón thầy như thế nào thì em sẽ chia sẻ với cô chú anh chị ngay giờ phút này. Có một cái chiếc xe của một gia đình là đang nấu những cái hộp cơm chay và để từ thiện cho bà con, những người đi theo thầy và những bà con tới rất là sớm để mà chờ mong gặp thầy đó thì chưa có kịp ăn sáng gì đó cô chú. Thì gia đình phát tâm, gia đình này đã phát tâm để mà làm những hộp cơm để mà
đưa tới cho bà con sử dụng. Rất là quý tấm lòng của bà con luôn ha cô chú ha. Cái này là nguyên một xe luôn. Đây, nấu cơm, nấu bún rồi sẵn hết để đem tới. Chị ơi, cô hỏi còn cơm không kìa chị? Em mới được cho chị đi hộp em. Anh ăn cơm chưa? Dạ em ăn rồi. Dạ mình ở đâu anh? Mình ở Quảng Bình. À, mình là một người con của Quảng Bình. Mình chào đón thầy bằng cách như thế này. À, hôm qua thì nói chung là ba con Quảng Bình thì cũng có cái hiểu duyên, cũng có cùng riêng cơm cho thầy cho sư hôm qua ở Hà Tĩnh đó. Dạ. Mà hôm nay thì ba con cũng có phát cái tâm nấu thêm bữa cơm chay cùng riêng thêm cho sư. Dạ. Nhưng mà hôm nay cả sư Minh Tuệ thì cũng đã xuống núi bộ hành thất thực rồi. Thì ba con cũng đã gieo duyên cho sư rồi, cũng cúng dường cho sư rồi, đây binh bạc rồi. Dạ. Thầy đóng cái binh bạc lại rồi thì cái cơm này thì mình lại chia sẻ lại cho ba con những người ở xa. Dạ, cái đó là một điều rất là quý luôn. Và theo như anh là một người con của Quảng Bình, khi mà anh nhìn thấy cái hình ảnh của thầy Thích Minh Tuệ ở bên ngoài đó, thì theo như cái cảm nghĩ sâu sắc bên trong của mình thấy ở thầy như thế nào anh hả? À, nói chung là cái điều mà mình nghĩ đến đầu tiên dạ là sự xúc động. Thì thầy cái quá nghĩ từ hai tuổi đây với cái hình ảnh binh bạc đi thất thực của sư làm sống lại cái hình ảnh của Đức Phật được đi thất thực, sống lại cái hình ảnh cách đây hơn 2500 năm. Cái hình ảnh của sư, qua hình ảnh của sư thì làm như làm sống lại chúng ta phải như làm sống lại được cái hình ảnh của Đức Phật hơn 2500 năm trước. À, khi mà mình nhìn thấy hình ảnh như vậy thì tự nhiên cái tâm mình nó phát khởi lên liền anh ha. Chứng tỏ là hoan hỷ. Dạ. Dạ, chứng tỏ là mình cũng đã có nhân duyên rất là nhiều kiếp với Phật rồi đó. Cho nên khi mà ở kiếp này mình nhìn thấy lại cái hình ảnh đó là mình không thể nào quên Phật. Anh ha. Dạ. Rất là quý cái tấm lòng của bà con ở nơi đây. Và mình định là có bộ hành theo thầy luôn không anh? À, chắc là nói chung là trong cái bộ hành với thầy thì mình cũng chưa nói trước được. Thì cũng nói chung tại cái duyên của ba con ở đây cũng đã gặp thầy trong mấy hôm nay đâu. Dạ. Thì thầy dù có đi đến đâu thì chắc chắn ba con của Việt Nam mình đều mến mộ được cái đạo hành của thầy. Thì nói chung là cùng mong qua hình ảnh của thầy thì mọi người cùng tập trung giảng vô về cái chánh pháp của đạo Phật. Dạ. Đặc biệt là cái đạo Phật gốc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Dạ. Nghĩa là gia đình của mình sẽ hộ thầy với lại mấy huynh đệ là ra khỏi Quảng Bình thôi. À, cái điều đó thì mình cũng không dám nhận là sẽ hộ thầy ra khỏi Quảng Bình. Dạ. Tùy duyên. Tại vì là ba con Phật tử Quảng Bình thì cũng là những cái người mà cũng có tìm hiểu và biết đến đạo Phật. Dạ. Đặc biệt là được biết qua cái tập sách 10 đường sự, cái tập sách là 10 tập đưa về sự Phật của Đức Trường Lão Thích Thông Lạc. Dạ. Thế nói chung ba con ở đây đại đa số biết đến đạo Phật nhờ ơn của Đức Trường Lão Thích Thông Lạc. Dạ. Thích Thông Lạc là cũng những người mà trước đây cũng đã từng làm chấn động, rồi là cũng là một cái hiện tượng. Dạ. Tại vì thầy đã dừng lại cái đạo Phật gốc của nguyên thủy. Dạ, em rất là cảm ơn anh và chúc gia đình mình thật là nhiều sức khỏe. Đó là những hình ảnh vừa rồi mà cô chú mình thấy là gia đình anh đã phát tâm làm những hộp cơm chay để mà đãi cho bà con và phái đoàn. Nhưng mà được biết là hôm nay là thầy Minh Tuệ cùng với những sư huynh đệ của mình sẽ đi từ nhà để khất thực chứ không có nhận đồ ăn đem tới, cho nên là anh đã phát cho bà con ở xa tới mà chưa kịp ăn sáng đó. Cô chú thấy rất là quý cái tấm lòng này không? Và không biết là hôm nay thì liệu thầy có bộ hành nữa hay không? Tại vì ở đây hiện tại bây giờ trời đang rất là đen luôn. Chuyển mưa rất là lớn nè. Ở đây bây giờ bầu trời là đen hết trơn rồi nè cô chú. Không biết thầy có bộ hành hay không hay là sẽ nghỉ trưa ở đây luôn thì mình chưa biết được. Em sẽ cập nhật những cái tình hình mới nhất để cô chú mình xem. À, vậy là bây giờ thầy chuẩn bị đi ra rồi cô chú anh chị ơi. Em thấy mấy thầy tập trung ở trong đó rất là đông luôn kìa.
À, bây giờ có một cái thông báo từ bên trong đưa ra là thầy sẽ đi từ bên trong đi ra, cho nên là yêu cầu bà con sẽ xếp hàng hai bên để chờ đón thầy. Cô chú chờ xem ha. Ta đang đứng chờ thầy ra rất là đông luôn. Các thầy cũng định ra nhưng mà hiện tại thì trời cũng bắt đầu đổ mưa rồi. Có lẽ là sẽ không có ra mà phải ở trong đó để chờ khi trời tạnh mưa mới ra đó. Em cũng không biết tình hình ra sao nữa. Bây giờ trời đang mưa rồi. Hồi sáng giờ thì những cái đám mây đen nó tới trên đầu rất là nhiều luôn. Thì chắc chắn là phải có một đám mưa đó. Giờ đám mưa bắt đầu đổ xuống rồi. À, vậy là thầy đi trong trời mưa luôn rồi. Vậy là thầy đi trong trời mưa luôn. Ngay lúc trời mưa thì ở ngoài này có một cô Phật tử đang hành đại lễ với thầy. Cô hướng vào nghĩa trang, cô lễ lại thầy luôn. Thầy dự định đi ra luôn nhưng mà trời mưa bắt đầu quá lớn rồi, thầy trở vô lại rồi. Cô chú anh chị ơi, mưa bây giờ đang bắt đầu đổ hột to rồi. Bây giờ mấy thầy đang che bạt ở bên trong nghĩa trang để mà nghỉ luôn rồi. Định đi nhưng mà trời mưa quá. Trời thì bây giờ đang mưa cũng khá là to. Còn bà con thì cũng đứng ở phía trước để chờ thầy nhiều lắm cô chú anh chị ơi. Nhưng mà trời mưa như thế này thì thầy không thể tiếp tục bộ hành được. Cho nên là thầy đã kêu mấy quý vị ở bên trong kia để căng bạt lên để che mưa rồi. Có thể là thầy sẽ nghỉ ở lại đây cho tới khi hết mưa rồi thầy mới di chuyển tiếp. Giờ bà con đứng đợi thầy rất là đông luôn. Mặc dù trời đang mưa nhưng mà bà con cũng đứng đợi thầy nữa. Đây, để em zoom vô trong đó cho cô chú anh chị mình xem nha. Zoom vô đó nè. Bây giờ mình zoom vô thì cũng không thấy được cái gì. Ở trên đỉnh núi ở chỗ nghĩa trang liệt sĩ xã Quảng Đông bây giờ thì đang có một đám mây rồi, cô chú anh chị mình thấy không, đám mây rất là dày, trời thì đang đổ mưa, cho nên là có lẽ là chuyến bộ hành của các sư tới đây thọ thực xong rồi sẽ nghỉ lại đây, tại vì mưa thì không có thể tiếp tục di chuyển được, phải đợi hết mưa thì mới di chuyển tiếp. Mà cái tấm lòng của bà con vẫn đứng đây rất là đông, đứng trong mưa luôn, có nhiều bà con thì mua áo mưa rồi nữa. Bây giờ như là tất cả mọi người đều hướng về phía nghĩa trang liệt sĩ xã Quảng Đông á cô chú, rất là đông luôn. Chàng
ơi coi kìa, bà con đứng trong mưa để mà đợi cô, đợi thầy luôn. Cô ơi, cho con hỏi thăm xíu nha. Tại sao mà trời mưa gì mà mấy cô không kiếm chỗ đục mưa mà đứng đợi thầy luôn vậy? Đón thầy ra, còn thầy ra, còn gặp thầy tiếc lắm. Vậy đó hả? Ừ. Vậy là mình chỉ trông chờ giây phút để thầy đi ra mình gặp một cái thôi. Đường hết để cho thầy đi ra để đón thầy đã. Nhưng mà theo như cái tâm thức của mấy cô á, ngay lúc này thì mấy cô nhìn thấy thầy Minh Tuệ thì mấy cô nghĩ như thế nào? Thầy mừng lắm, mừng lắm. Ai nói thầy cũng bên thầy à? Vậy. Thương thầy lắm, thương cả mấy người đi theo thầy nữa chứ không phải thương các thầy đâu. Dạ. Ừ. Chàng ơi. Mấy người với là thầy là lúc nào cũng mạnh khỏe. Hết sức quý tấm lòng bà con ở đây. Con cảm ơn các cô rất là nhiều, con chúc các cô sức khỏe dồi dào nha. Dạ. Đó, cô chú thấy chưa? Ở Quảng Bình mình đó. Bây giờ thì lớp nào mặc áo mưa ha, người lớp nào che dù ha, đứng trong mưa đợi thầy, nhưng mà thầy nghỉ trưa ở đây luôn rồi. Thầy nghỉ trưa, khi mà thầy không tiếp tục bộ hành nữa thì em cũng không có quay cho cô chú anh chị xem được. Bây giờ cũng không biết làm sao hả? Nếu như mà trời tạnh mưa thì có thể là mấy thầy sẽ đi ra. Nhưng mà bây giờ trời cũng còn đang mưa. Mưa lại tiếp tục nặng hạt rồi cô bác ơi. Mưa lại tiếp tục nặng hạt nữa rồi. Có lẽ là bữa nay là thầy sẽ không có di chuyển đâu. Mưa càng ngày càng lớn rồi. Có lẽ là hôm nay thầy sẽ không có di chuyển đó cô chú ơi. Và video tới đây thì em cũng xin kết thúc video nha. Hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn ở video sau của em. Em sẽ tiếp tục cập nhật những chuyến bộ hành của thầy Thích Minh Tuệ để gửi tới cô chú anh chị các bạn nha. Cảm ơn cả nhà đã đồng hành với em hết video. Kính chúc cô chú anh chị các bạn ngày mới thân tâm an lạc ha, nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống nha.